dưỡng thân cành lá, rễ cho cây mai, mai cảnh, mai vàng, trị bọ trĩ, dày dẹp vào những con chích hút, tê liệt thần kinh côn trùng chích hút và chết cực nhanh này. Bọ trĩ dày xanh dẹp sáp, phần trắng dày nâu bọ nhảy trên cây mai cảnh, mai vàng. Số này sẽ đi về Hà Nội làm việc với vườn mai cảnh nhé. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Thì một bình của nó là một bình 20 lít nước ấy, thì các anh chị có thể là kết hợp cùng với cái thuốc sâu rầy này, cái thuốc diệt siêu diệt rầy này nhé, siêu diệt rầy để phòng trị những cái con sâu rầy chích hút trên cây mai, trên cái lá mai non ấy, lọt mai rồi đấy, và kết hợp cùng với cái bộ mà da dễ tốt cây mập to thân này, nó giúp cho cái cây mai phát triển đồng đều về thân, cành, lá và rễ, và nó còn có thể là giúp cho cái cây mai mà bị suy yếu ấy mau chóng phục hồi lại. Còn cái thuốc này chích hút này nó sẽ bảo vệ cây khỏi những cái con gây hại tấn công khi cây mới phục hồi lại đấy nhá. Kể cả cây con, cây lớn đều sử dụng được. Nếu như cây con ấy thì cây con, cây nhỏ ấy, cây nhỏ thì các anh chị sẽ sử dụng vừa phun lá vừa tưới gốc cho nó, để cho nó vừa kích thích rễ và vừa cải tạo đất ở dưới cái chậu cây mai luôn. Còn cây mà phục hồi cây thì các anh chị cũng có thể là vừa phun lá vừa tưới gốc luôn. Đấy, một bộ như này là các anh chị hòa được khoảng tầm 20 lít nước thôi. 20 lít nước để phun xịt cho nó, để phun xịt cho cái cây mai, kể cả mai con, mai già. Ngoài mai ra thì các anh chị cũng có thể là sử dụng cho các loại cây cảnh khác như đào này và một số cái loại cây cảnh khác nữa nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đang xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này, và bật luôn cái nút chuông thông báo lên, để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều. Khi sử dụng thì sau khoảng một thời gian ngắn thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái cây của mình nó sẽ phát triển rõ rệt hơn này.